vận số tuổi Dậu. Người cầm tinh con gà sinh vào ngày nào, giờ nào, tháng nào thì tốt nhất cho vận số. Trong số 12 con giáp lưu truyền trong dân gian, thì gà là một con vật rất gần gũi với đời sống con người. Hình ảnh những chú gà trống gáy vang báo hiệu ngày mới luôn hiện hữu trong tâm thức của mọi người. Để nói về những người sinh vào năm Dậu, họ thường là có tính cách nhiệt tình, sôi nổi, hăng hái và rất chăm chỉ, chịu khó. Tuổi Dậu sinh vào các năm 1945, 1957, 1969, 1981, 1993 và 2005. Những người tuổi Dậu bề ngoài thường tỏ vẻ ra là một người khá ăn chơi và màu mè, nhưng thực chất họ chính là một người bạn tốt bụng và trong sáng bậc nhất mà mọi người đều mong muốn có được. Nhìn vào trông có vẻ họ không đáng tin cậy, nhưng đảm bảo rằng một khi bạn xảy ra chuyện gì thì người tới đầu tiên và nhanh nhất lại là những chú gà cẩu thả và lòi thòi này. Người tuổi Dậu có thiên hướng khá lãng mạn, là một người rất tâm lý. Những lúc bạn buồn, họ sẽ không khóc cùng bạn đâu, mà họ sẽ làm mọi điều khiến bạn quên đi nỗi buồn đó, kể cả có phải làm ra những hành động vô cùng mất mặt. Quả thật là một người bạn tuyệt vời, phải không nào? Trong công việc và sự nghiệp của bản thân thì những người tuổi Dậu rất chú trọng. Họ có lòng can đảm, có ước mơ, cộng với tính cách dám nghĩ, dám làm nên sự nghiệp rất thành công. Giờ, ngày, tháng, năm sinh có ảnh hưởng khá lớn đến vận mệnh của con người. Chẳng thế mà có người sinh nhằm giờ ngày tháng tốt thì vinh hoa hiển đạt. Người sinh nhằm giờ ngày tháng tháng xấu thì số kiếp lận đận, lòng đông. Người tuổi Dậu sinh vào giờ ngày tháng nào thì có vận số tốt đẹp nhất, vận trình hành thông, công danh rộng mở. Tuổi Dậu sinh vào giờ nào có vận số tốt nhất? Sinh vào giờ Tý, tức từ 23 giờ đến 1 giờ sáng. Do Dậu Kim sinh Tuý Thủy nên người tuổi Dậu có thể đạt được thành công nhất định trong sự nghiệp, cuộc sống sung túc đủ đầy. Nhược điểm của người tuổi này là không có ý chí kiên cường, không đủ năng lực để đảm nhận việc lớn, lại có tiểu nhân quấy phá nên cũng trải qua thất bại, tổn hao tài sản. Sinh vào giờ Sửu, tức từ 1 giờ đến 3 giờ. Người tuổi Dậu sinh vào giờ Sửu gặp nhiều may mắn trong cuộc sống, vật chất đủ đầy, hành xử trượng nghĩa nên được nhiều người yêu mến. Nhưng đôi lúc không tránh khỏi kẻ tiểu nhân hãm hại, ảnh hưởng tới công danh sự nghiệp. Sinh vào giờ Dần, tức từ 3 giờ đến 5 giờ. Người tuổi Dậu sinh vào giờ Dần có sức khỏe tốt, tính tình trung trực, đôn hậu. Cuộc đời người này tuy không phải lo cơm áo, gạo tiền, nhưng cũng thăng trầm bất ổn, số mệnh tốt xấu song hành. Sinh vào giờ Mão, tức từ 5 giờ đến 7 giờ. Cuộc đời của người tuổi Dậu sinh vào giờ Mão cũng lên xuống trắc trở. Lúc nào cũng trong trạng thái tất bật làm việc, dù là người thông minh nhưng lại độc đoán, tính tình cổ quái, không dễ qua đồng, lại hay vạ miệng nên dễ vướng vào họa, khẩu thiệt, thị phi. Sinh vào giờ Thìn, tức từ 7 giờ đến 9 giờ. Vì Thìn Thổ sinh Dậu Kim nên người tuổi này có vận số tốt, vật chất dư giả, quyền cao chức trọng. Tuy có lúc gặp phải thất bại nhưng tổn thất không lớn. Người này có tính cách ôn hòa, chân thành đối đãi mọi người, lời nói và hành động luôn nhất quán nhưng lại khá cố chấp. Dù là sự nghiệp hay tiền tài, khi gặp khó khăn đều được mọi người trợ giúp nên đều phát triển thuận lợi. Sinh vào giờ Tỵ, tức từ 9 giờ đến 11 giờ. Người tuổi Dậu sinh vào giờ Tỵ có Tỵ hỏa khắc Dậu Kim, cuộc đời thăng trầm, hạnh phúc và trắc trở song hành. Dễ thành công nhưng cũng dễ thất bại, trải qua thất bại để rèn luyện bản thân và gặt hái được nhiều thành công hơn. Sinh vào giờ Ngọ, tức từ 11 giờ đến 13 giờ.
Đa số người tuổi Dậu sinh vào giờ này đều thông minh, lanh lợi, làm việc đâu ra đó. Người này có sự hậu thuẫn của gia đình, lại có quý nhân phù trợ nên công danh sự nghiệp thuận lợi, thành đạt. Tuy nhiên, trong suốt cuộc đời khó tránh việc cãi cọ, tranh giành. Sinh vào giờ Mùi tức từ 13 giờ đến 15 giờ. Người tuổi Dậu sinh vào giờ Mùi có tài năng, sự nhạy bén, ra ngoài được quý nhân phù trợ nhưng tính tình ngang ngược, hung bạo, có thể gây tốn tiền của vì gây hại cho người khác. Người này có số xa quê hương, lập nghiệp ở nơi đất khách quê người. Tiên vận vất vả, gian khó, trung vận chuyển biến tốt, hậu vận hưởng phúc lộc. Sinh vào giờ Thân tức từ 15 giờ đến 17 giờ. Sinh vào giờ này, người tuổi Dậu có tâm địa lương thiện, học hành giỏi giang, tự lực tự cường, trung hiếu song toàn, không quý thì phú, ra ngoài thì thành đạt, vang danh tử hải, hậu vận vinh hoa, cả đời hưởng phúc lộc. Sinh vào giờ Dậu tức từ 17 giờ đến 19 giờ. Vì Dậu kim sánh vai nên tuổi Dậu sinh vào giờ bản mệnh có số làm quan, tài lộc dồi dào nhưng cuộc sống khá nhiều sóng gió và mắc bệnh nhẹ. Sinh vào giờ Tuất tức từ 19 giờ đến 21 giờ. Người tuổi Dậu sinh vào giờ Tuất có sao dịch mã chiếu mệnh nên có số xuất ngoại, lập nghiệp ở xứ người, bồn ba khắp nơi, cầu tài, gặt hái được những thành quả to lớn. Tuy nhiên, người này gặp trắc trở trong tình yêu hôn nhân. Sinh vào giờ Hợi tức từ 21 giờ đến 23 giờ. Sinh vào giờ Hợi, người này thông minh, linh hoạt, giỏi kinh doanh buôn bán, có ý chí phấn đấu cho sự nghiệp. Tuy phải sống xa quê hương nhưng khá thành đạt, tài lộc song toàn. Kết luận, giờ sinh tốt nhất cho người tuổi Dậu là giờ Thìn, giờ Thân và giờ Hợi. Tuổi Dậu sinh vào ngày nào có vận số tốt nhất? Người tuổi Dậu sinh ngày mùng 1, gia đình bất hòa, thường xuyên buồn phiền khổ não, nên làm nhiều việc thiện, tu tâm tích đức thì mới có thể chuyển vận gặp may, cải thiện số phận. Người tuổi Dậu sinh vào ngày mùng 2, chỉ cần có ý chí kiên định nhất định sẽ thành công, không nên đứng núi này trông núi nọ, thay đổi bất ổn thì một đời không phát triển, không có hướng tiến lên. Người tuổi Dậu sinh vào ngày mùng 3, khó có gia đình hạnh phúc, không được nương nhờ cha mẹ, tâm tính thiện lương nhưng vận trình không mạnh, nên tích đức hành thiện, làm nhiều việc tốt để có thể cải thiện số mệnh. Người tuổi Dậu sinh vào ngày mùng 4 là người trung hậu, thật thà, còn trẻ có thể nổi danh và được mọi người ngưỡng mộ. Tài vận không thiếu, mọi việc trôi chảy hành thông, thuận buồm xuôi gió. Người tuổi Dậu sinh vào ngày mùng 5 là người đầu óc thông minh, có khả năng độc lập. Mọi chuyện toại nguyện, phú quý, vinh hoa đủ đầy, vợ chồng hòa thuận, nhìn chung cuộc đời thông thuận, không có điểm nào đáng ngại. Người tuổi Dậu sinh vào ngày mùng 6 là người có trí tuệ vượt trội, suy nghĩ chu đáo giỏi giang, và biết tính toán, sắp đặt kế hoạch, cả cuộc đời thành nhiều bại ít, chuyện gì cũng đạt được thành công. Người tuổi Dậu sinh vào ngày mùng 7, ý chí không chuyên nhất, làm việc thiếu quyết đoán, xử sự cẩn thận thái quá nên không gặp thành công, cần bồi dưỡng lòng can đảm và tinh thần liều lĩnh nhiều hơn một chút. Người tuổi Dậu sinh vào ngày mùng 8, tính cách khó lường, gặp chuyện thì dao động bất định nên thường bị hoàn cảnh tác động. Nếu có thể kiên định, bình tĩnh, quyết đoán, gặp chuyện vẫn vững vàng thì sẽ có đại vận, phát triển không ngừng. Người tuổi Dậu sanh vào ngày mùng 9, một đời nghèo khó vất vả, gian nan, khốn khổ, bệnh tật liên miên, là người vô tích sự, không làm việc gì được tử tế. Người tuổi Dậu sanh vào ngày mùng 10, có tài hoa, có phúc khí, tính cách táo bạo, sốc nổi nên cuộc đời có thành có bại, lúc lên lúc xuống, khó đoán định trước. Người tuổi Dậu sinh vào ngày 11, tính cách gian trá, làm việc không cầu thị, không cầu tiến học hỏi, thiếu kiên trì nhẫn nại nên khó thành công trong sự nghiệp, chỉ được lúc đầu, sau đổ sông đổ biển.
Người tuổi Dậu sanh vào ngày 12, thích tuổi sắc, chơi bời phóng đãng, ưa tụ tập đàn đúm, có thể từ bỏ thói quen và thói hư tật xấu này thì cuộc đời sung sướng, thoải mái hơn rất nhiều. Người tuổi Dậu sanh vào ngày 13, mang mệnh Cát Tường có ý chí, làm người trung hậu thật thà. Chỉ cần có một lòng một dạ quyết tâm tu thân, làm ăn thì nhất định thành công. Con người thích vươn xa, không chấp nhận quanh quẩn ở nơi chật hẹp. Người tuổi Dậu sanh vào ngày 14, trời sinh nóng nảy vội vàng, làm việc không suy tính trước sau, không cân nhắc kế hoạch nên thường xuyên thất bại. Cần học tập cách tiết chế và bình tĩnh, xử sự, có tình có lý, biết mưu tính nữa thì mới có thành tựu. Người tuổi Dậu sanh vào ngày 15, có thiên phú trời ban, không những có thể vang danh bốn biển mà còn để lại phúc ấm cho con cháu đời sau, vận mệnh phúc quý, bền vững lâu dài. Người tuổi Dậu sanh vào ngày 16, tính cách không kiên định, thường xuyên bỏ cuộc giữa chừng, cần nuôi dưỡng nghị lực, chịu được cực khổ nhọc nhằn thì mới làm nên chuyện. Thành công tuy khó nhưng hoàn toàn có khả năng. Người tuổi Dậu sanh vào ngày 17 là người có vận số Cát Tường, đa tài đa nghệ. Nhờ mình mà cả nhà được hưởng vinh quang, cơm no áo ấm, thân thể khỏe mạnh, ít ốm đau bệnh tật, gia đình hòa thuận, con cái ngoan ngoãn. Người tuổi Dậu sanh vào ngày 18 cũng là một ngày xinh đẹp của người tuổi Dậu. Mệnh mang quan tinh, có thể mang rạng danh tổ tông, giúp gia nghiệp thịnh vượng càng ngày càng hưng, nhưng tuyệt đối không nên kiêu căng tự mãn, vênh váo hung hăng, kẻo phước họa tai ngục. Người tuổi Dậu sanh vào ngày 19, có tinh lực dồi dào, đầu óc thông minh, làm việc cương nghị quả đoán, có thể độc lập gây dựng sự nghiệp mà không dựa vào bất cứ ai, mưu sự chính xác, ít khi mắc sai lầm, cuộc đời thông thuận. Người tuổi Dậu sanh vào ngày 20, tuy tuổi trẻ gian nan vất vả nhưng thiên phú tốt, có ý chí quyết tâm cao nên độ trung vận dần thuận lợi. Khởi sắc, hậu vận phúc lộc có thừa, đại phú đại quý có mệnh, số cực đẹp. Người tuổi Dậu sanh vào ngày 21, thông minh lanh lợi, quý nhân giúp đỡ, can đảm tài trí hơn người, thanh danh lan xa. Người này cuộc đời có nhiều vận may, gặp nhiều bạn tốt, cuối đời không chỉ có tiền tài mà còn có danh tiếng rất tốt. Người tuổi Dậu sanh vào ngày 22, thiếu tinh thần nhẫn nại, không có sự chịu đựng, ngại gian khổ, vất vả mà chỉ muốn nằm mát ăn bát giang, nên có thể kiên trì tới cùng, không nhục chí giữa đường thì nhất định tay trắng dựng nghiệp, không cần dựa dẫm. Người tuổi Dậu sanh vào ngày 23, có đầu óc nhanh nhạy, tài năng linh hoạt, xử sự khôn ngoan khéo léo, có uy tín nên có thể đạt được thành công lớn, ra ngoài bon chen với đời không bao giờ chịu thua thiệt. Người tuổi Dậu sanh vào ngày 24, nhân duyên với người thân mỏng manh, không dựa vào gia đình, chỉ có thể tự cố gắng phấn đấu, có ý chí lập nghiệp nhưng lực không đủ nên khó được như ý nguyện, thành ít bại nhiều. Người tuổi Dậu sanh vào ngày 25, có tính cách thận trọng, thiên vận gian nan, trung vận chuyển biến tốt, tài nguyên phong phú. Người này càng làm càng phát đạt, càng cố gắng càng được đền đáp, không cần lo lắng, bỏ ít mà thu nhiều. Người tuổi Dậu sanh vào ngày 26, có tài năng thiên phú trong việc kinh doanh, con đường tài lộc hành thông lưu loát, tài nguyên rộng rãi khắp nơi. Cuộc đời không lo cơm áo gạo tiền, không bao giờ nghèo túng. Người tuổi Dậu sanh vào ngày 27, đầu óc thông minh vượt trội, có tài năng văn nghệ, lại nỗ lực tiến thủ, biết vươn lên trong cuộc sống nên nhất định có thể đạt được thành công, không ngừng gặt hái thành tựu. Người tuổi Dậu sanh vào ngày 28, túc trí đa mưu, thông minh linh hoạt, đa tài đa nghệ. Quan trọng nhất là không ngừng, kiên trì, cố gắng, tự mình phấn đấu thì sẽ đạt được thành tích tốt. Người tuổi Dậu sanh vào ngày 29,
có tấm lòng nghĩa hiệp. Thấy khó ra tài cứu giúp, làm người tốt bụng, không nề hà gian truân, vì nghĩa quên mình, có tinh thần của mạnh thường quân, bảo trợ kẻ yếu. Người tuổi Dậu sanh vào ngày 30, vận trình nửa hung nửa cát, nửa mừng nửa lo. Tuy đa tài nhiều nghề nhưng lại không thông tin một lĩnh vực nào, thiếu sự chuyên tâm trong công việc nên dễ thất bại. Nếu có thể chuyên nhất theo đuổi một nghề thì mới có cơ hội đạt được sự nghiệp. Người tuổi Dậu sanh vào tháng nào thì vận số tốt nhất? Vận mệnh của người tuổi Dậu sanh vào tháng Giêng, tức tháng 1 âm lịch. Tháng Giêng là tuyết lập xuân, vạn vật hồi sinh, đất trời tươi mới, con người cũng nhờ thế mà người tuổi Dậu sinh vào tháng này có tinh thần sảng khoái, biết tiến biết lùi, lại ưa tự do, tuổi thọ khá cao. Sinh vào thời điểm này trong năm, chuyện cơm áo gạo tiền không cần phải lo lắng, sức khỏe tốt, đa phần là người có tuổi thọ cao. Họ không được hưởng tài sản tổ tông để lại, ra ngoài cũng không gặp được quý nhân. Sự nghiệp cả đời chỉ là dùng chính năng lực của bản thân để chấn chỉnh tinh thần, tự lực cánh sinh mà giải quyết hết mọi việc. Tiền vận có phần vất vả, nhưng hậu vận của người này hứa hẹn tương lai tốt đẹp. Họ sống hòa thuận hạnh phúc cùng cha mẹ, anh em, vợ chồng, con cái. Mọi người yêu thương, quan tâm và chăm sóc cho nhau. Dù không có quá nhiều tham vọng, không giành được địa vị cao trong xã hội, nhưng đời sống tinh thần của họ rất phong phú. Và người tuổi Dậu sanh vào tháng Giêng hài lòng với những gì mình có. Vận mệnh của người tuổi Dậu sanh vào tháng 2 âm lịch. Tháng 2 là tiết kinh trập, là lúc mà vạn vật tốt tươi. Người tuổi Dậu sanh vào tháng này tinh thần lạc quan, sức sống dồi dào, dễ giành được nhiều thành công, là người nhân nghĩa, thông minh, đỉnh ngộ. Xem vận mệnh người tuổi Dậu sanh vào tháng 2 âm lịch, ta thấy rằng họ là người có lòng tự trọng cao, có trí tuệ hơn người, học rộng biết nhiều. Họ rất ham học hỏi, chỉ là người tài nhưng không gặp thời, không được hưởng phúc lộc tổ tiên, cha mẹ cũng không được giúp đỡ nhiều. Họ khó giành được địa vị cao trong xã hội, học giỏi nhưng hiềm nổi học tài thi vận, chỉ tới khi về già mới được kiến thức của mình. Họ khá cô độc, tự xưng thanh cao, không thích ở cùng những người tầm thường. Tuy nhiên họ đi theo con đường kinh doanh sẽ có lợi hơn là đường công danh. Vận mệnh của người tuổi Dậu sanh vào tháng 3 âm lịch. Tháng 3 rơi vào tiết thanh minh. Người tuổi Dậu sanh vào tháng này thông minh vốn sẵn tính trời, linh hoạt và giỏi tùy cơ ứng biến, trời ban phúc lộc cả đời vinh hoa. Người tuổi Dậu sanh vào tháng 3 giỏi thích nghi với hoàn cảnh, có thể đạt được địa vị cao trong xã hội. Họ gặp nhiều may mắn, được quý nhân phù trợ, lại được thực tài nên dễ thăng tiến trên con đường quan lộ. Họ được lục thân nâng đỡ, lại có bạn bè luôn ở bên, sự nghiệp cực kỳ thuận lợi, tài lộc dồi dào, vinh danh tiên tổ. Vận mệnh của người tuổi Dậu sanh vào tháng 4 âm lịch. Tháng 4 là tiết lập hạ, người tuổi Dậu sanh vào tháng này trong năm có ý chí hơn người, có tài văn chương nghệ thuật, tính tình đa sầu đa cảm, khá cao ngạo, cuộc đời gặp nhiều trắc trở. Người tuổi Dậu sanh vào tháng 4 âm lịch này khó có thể làm được đại nghiệp, dù có khả năng tổ chức tốt, có nhiều tham vọng. Có thể do tính cách cứng nhắc, tự kiêu, không coi ai ra gì nên họ khó giành được cảm tình của mọi người. Dù có nhiều ước vọng nhưng không thể thực hiện được, đây là điều đáng tiếc, khiến cho tuổi Dậu thay đổi tính cách của mình. Tổ tiên tuy có nhưng không quá lớn, sự nghiệp đều tự do mình gây dựng. Tài hoa hơn người nên họ cũng đủ năng lực để làm việc gì đó. Tài lộc kém sắc, người tuổi Dậu lại ưa mạo hiểm nên hậu vận hung cát khó lường. Vận mệnh của người tuổi Dậu sanh vào tháng 5 âm lịch. Tháng 5 là tiết mang chủng, người tuổi Dậu sanh vào tháng này sự nghiệp dễ thành, vinh hoa phú quý. Tuy cũng có lúc thất bại, có khả năng hậu vận gặp khó khăn, nhưng cơ bản công danh của con nhóc này không tồi,
tài năng được trọng dụng. Vận mệnh của họ thăng trầm bất định khi xa cơ lỡ vận, có thể vì thế mà gặp chuyện quan tụng, được lục thân giúp đỡ, gia đình hỗ trợ, tiên vận sự nghiệp thành công nhưng không lâu sau dễ bề thất bại. Mai nửa đời sau có bạn bè quý nhân giúp đỡ, sự nghiệp dần ổn định, song không có phát triển gì quá lớn, cuộc sống sung túc đủ đầy, tuy nhiên vận trình không được tốt lắm. Người tuổi Dậu sanh vào tháng 6 âm lịch. Tháng 6 là tiết tiểu thử, tiết trời nắng nóng. Người tuổi Dậu sanh vào tháng này, vì thế cuộc đời cũng bôn ba vất vả, chịu khó được ngày an hưởng vinh hoa phú quý. Người tuổi Dậu sanh vào tháng 6 âm lịch có tìm được sự trợ giúp từ gia đình, ra ngoài xã hội cũng không được bạn bè hay quý nhân giúp đỡ, sự nghiệp khó khăn trăm bề, gian nan đủ kiểu mới có thể phát triển ổn định. Cuộc đời họ gặp nhiều biến cố, điều này khiến họ rèn được khả năng thích nghi tốt, tự vượt lên hoàn cảnh, có nghị lực phi thường, làm nên nghiệp lớn. Vận mệnh người tuổi Dậu sanh vào tháng 7 âm lịch. Tháng 7 âm lịch là tiết lập thu, trời khô hanh. Song cuộc đời của người tuổi Dậu sanh vào tháng này lại vô cùng suôn sẻ, thuận lợi, hạnh phúc, an nhàn suốt cả cuộc đời. Tổ nghiệp phúc dây, cha mẹ anh em giúp sức, vợ chồng hòa hợp, giúp cho người tuổi Dậu thoải mái theo đuổi ước mơ của mình. Con giáp này không cần phải lao động quá vất vả mà vẫn có được cuộc sống đủ đầy, không phải lo lắng chuyện gì. Tuổi Dậu sanh vào tháng 7 âm lịch có tham vọng lớn về sự nghiệp, được quý nhân trợ sức, người thân trợ lực, làm việc gì cũng trôi chảy thuận lợi, có thể làm nên sự nghiệp hiển hách. Vận mệnh của người tuổi Dậu sanh vào tháng 8 âm lịch. Tháng 8 âm lịch là tiết bạch lộ. Người tuổi Dậu sanh vào tháng này là người thông minh, lanh lợi, sống có lý tưởng, có ý chí. Cuộc đời sau này vinh hoa phú quý, được nhiều người ngưỡng mộ. Tháng 8 âm lịch mang tới cho người tuổi Dậu nhiều tin vui, khi không phải lo lắng về vấn đề tài chính, quyền lực, địa vị đều có, được nhiều người ngưỡng mộ. Tuy tổ nghiệp ít ỏi, không được hưởng di sản hay được người thân giúp đỡ, nhưng con giáp này dựa vào chính sức lực mình làm nên. Chỉ cần chăm chỉ, cần cù học hỏi, từ nhỏ đã có chí lớn, tài học hơn người, lại không ngại khó, ngại khổ. Trên con đường sự nghiệp có quý nhân nâng bước, gặp dữ cũng hóa lành, sự nghiệp hanh thông, nhanh chóng phát triển, nhất là theo con đường làm ăn kinh doanh thì càng thuận lợi. Vận mệnh người tuổi Dậu sanh vào tháng 9 âm lịch. Người tuổi Dậu sanh vào tháng 9 âm lịch, cuộc sống sung túc, tự do, thoải mái, không chịu bỏ buộc, tài vận hanh thông, tình duyên vượng sắc. Người này tuy không được nhiều gia sản ông bà để lại, nhưng ra xã hội có quý nhân nâng đỡ, nên cả đời không gặp phải sóng gió gì lớn, có thể phiêu diêu tự tại. Sinh vào tháng 9 âm lịch, người tuổi Dậu tính tình kiên cường, cứng rắn, có phần nóng nảy, thích lấy mình làm trọng tâm nên khá độc đoán, có thể cũng chính vì thế mà đường tài lộc cực kỳ lý tưởng, không bị khó khăn nào cản trở. Vận mệnh của người tuổi Dậu sanh vào tháng 10 âm lịch. Tháng 10 âm lịch là tiết lập đông, người tuổi này có thể bình thản sống hết đời, không cần lý tưởng, cũng chẳng cần ý chí phấn đấu gì nhiều. Họ không thích chuyện học hành, mọi chuyện trên đời mặc kệ bèo trôi, trời cho sao thì chịu vậy. Không có tổ nghiệp để lại, chẳng được anh em giúp sức, phải chờ đến trung niên mới được an nhàn sống cuộc sống mình muốn. Họ không có sự nghiệp lớn lao, cũng không có tiền bạc dồi dào, chỉ cần đủ cơm áo là tốt, sức khỏe không có vấn đề, ít bị đau bệnh. Vận mệnh người tuổi Dậu sanh vào tháng 11 âm lịch. Người tuổi Dậu sanh vào tháng 11 là tiết đại tuyết, có tài, có sức, thông minh, nhanh nhẹn, có chí hướng phấn đấu, song hiềm nổi, tổ nghiệp phúc mỏng, lục thân không nơi cậy nhờ, sự nghiệp cũng vắng bóng quý nhân. Chỉ dựa vào chính sức mình để lập nghiệp nên có lúc cảm thấy cô đơn, mệt mỏi, muốn buông xuôi, dễ
gặp tranh chấp về tài sản hay gặp những chuyện xấu dẫn đến phá tài, sự nghiệp nhiều trở ngại, dễ lâm vào cảnh tiến thoái lưỡng nan. Vận mệnh người tuổi Dậu sanh vào tháng Chạp, tức tháng 12 âm lịch. Tháng 12 âm lịch là tiết tiểu hàn. Người tuổi Dậu sanh vào tháng này cả đời vất vả bôn ba vì mưu cầu danh lợi, tuy cuối cùng cũng được thỏa nguyện, sống giàu sang sung sướng, song chưa chắc đã hưởng thụ được những gì xứng đáng thuộc về mình. Người này thông minh, cơ trí, tài hoa hơn người, nhưng không dựa được vào gia đình, anh em cũng khó khăn. Mọi chuyện phải dựa vào chính mình, nên khởi nghiệp gặp nhiều khó khăn, trở ngại. Tính tình thẳng thắn, cương trực, có tinh thần nghĩa hiệp, nên được nhiều người quý mến. Trung niên, đến vẫn có khả năng gặp tai họa. Tuổi già, phúc lộc đầy đủ.